Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Sơn Quài Vlog. Ngày hôm nay, Sơn Quài Vlog xin được chia sẻ tới quý vị và các bạn câu chuyện tang lễ của em Lông Bích Phượng, sinh năm 2006 tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đây là giây phút mọi người thân trong gia đình của em Phượng cùng với bà con hàng xóm sau khi nhận được một tin rất đột ngột là em Phượng đã qua đời. Mọi người đã đến và nay đã đưa được thi thể của em trở về nhà để nó tang lễ. Thưa quý vị và các bạn, theo như chia sẻ ban đầu của mọi người thì em Lông Bích Phượng đang thuê phòng trọ tại thành phố Thái Nguyên, cách nhà mình khoảng hơn 20 cây thì em đã không may qua đời. Hiện tại cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến em Lông Bích Phượng đã tử vong. Sơn Quài Vlog sẽ cập nhật khi có thông tin chính xác nhất tới toàn thể quý vị và các bạn. Hồn ơi,
tôi hạ ngồi bây giờ thiêm thiết như trồi cây khô. Nào khi du lịch giang hồ bây giờ nhắm mắt nằm trong quan hạ tài. Mời hồ ơi nào khi được đắp chân tài chiều nay gửi sát ngoài bộ hoa. Nào khi trang đọc hàng thước vàng bây giờ một nắm xương tàn lành tanh. Nào khi mặt đẹp mày xanh bây giờ thấy ra thấy hình hình còn ở nhà đâu. Mời hồ ơi nào khi lên gác xuống lầu bây giờ nó còn sầu xanh xanh. Nào khi liệt liệt mắt mắt bây giờ được chặt tan tành có mưa. Nào khi ngựa lọc xe hạ lửa bây giờ chẳng nước lấy người hạ một ơi nào khi đã trước bao hạ làng bây giờ nhà cửa xóm làng còn ở cách nhà xa. Mày hôm nay nào khi mẹ mẹ cha cha bây giờ có nước cách xa muôn trùng. Nào khi cháu một cháu con bây giờ hai ngả nước nó đi xa vời. Nào khi anh chị em cốt nhục dạng người bây giờ đã héo cành cây vui hà gì. Nam ơi, cái thân lên tất bóng chiều như trùng gọt nước phập phèo ngoài khơi. Thương bành tổ sống đời, tám trăm tuổi có nay thời. Còn đâu sang mai như bông không hào. Lòng đến bậc mới lâu thật thì dùng. Còn ơi, nghèo đối chất lành lùng. Cổ mà tóc cháy phòng chẳng ai. Hồ Dung ý, sớm tối một hai đường sang sáng sát sạc dài cùng phong. Thông minh tài trí anh hùng xin mê dài đột rồi cũng chung một đi hạ gò. Hồ nơi tuyệt trần điều nổi gánh gó mau mau mà bước qua đò thắng mê sự đời. Nên chán kiếm chê tìm nơi dài thoát ra vào đi mới hôn. Mong hồ ơi hướng công hạ hồn. Cuộc đời nay biển nay cổ tỉnh chưa tình dòng một chút say xưa sẽ xin niệm Phật mà hôm đi hạ về. Còn về Phật làng đất đi cho xa hang quỷ mà địa kiếp ma. Đức Phật Di Đà cũng ra một ngon cho loa hào quang chẳng nghiêm tiếp tân rõ ràng tất hồn tất hoi trong đường nghiệp luân. Quan Âm Bồ Tát hóa thân tay cầm cành liễu cây phương thiên đài cuối cùng thế chí các ngài đưa hồn về khỏi thiên đường tây phương. Muốn có bào khai có tràng phan có mùi hương xà có đường ngọc xây có trời có quá đô thùy có kèn có trống đức đi một đi hạ đường. Còn ơi tương về bên cạnh tây phương có ao thấp bào có hương ngũ phần lưu ly của đất sáng ngần lưu ly của nước trong tần thấy quanh quanh sát thân có con lớp thành bảy vành trong bóng bảy vòng lưỡi châu có ngân có cá kim lầu có chim hót pháo kêu màu hồn dễ nghe. Nghe rồi có đạo bồ đề bao nhiêu nghiệp chứng lục căn rất liền đa sinh và cõi vô vì ai cũng chảy mấy viên cũng hạ tròn. Phật nghe thể mẹ thì con một đàn mẹ lại còn nó chi lầu vàng là cá thiếu gì ăn thì cơm ngọc mặc thì áo châu không ngon không ngoan không nghĩ sầu không bệnh tật không chết có đâu nước như hạ hồi. Ngô nơi từ nay trên đẹp em sạch rồi tháng cung nghi từ đại sống đời vô minh cúc cung nghi mãi hai tay. Nguyện sinh sinh phương tình đồ chung địa phạm nguyên hoa vi phủ mẫu khang hoa kiếm Phật hộ vô sinh pháp thoái Bồ Tát viên toàn lưỡng viên trì hải hội thi đà như nay. Quan Âm Thế Chí toàn nguyên lê đài việc dân ra thừa khi khai giai đại tệ hoàng hai phố mười hai nước nghi trần ai. Nhất thiết hiếu mới vì nhà pháp tâm như mộng nguyện nhà pháp hậu hạn như lộ diện hình như hướng diện nhân các cơ thị quán chứ hành nhân vô thường thì hình như diện nhân pháp sinh nhân diện nhà diện thanh lý tình diện như hạ lạc. Tư giả chân linh nhất tâm thần lục dũng sớm tan không kinh thoát nhân gian sinh tử thăng chẳng giống nhật như lai võ minh không hài.
có nâng đắp bạn hơi chính vi bằng bằng đức thì chúng thân thầy đại thủ chúng ta bằng nhiều kiêu giao khẳng khai kinh phục nghiệp ta thật nào nghiêng ca hi chữ phẩm thi hoặc là phật độ nhất sinh thi kỳ nam mô đại quang cộng lạc thế giới đại từ đại bi thế chân đạo sư a di đà phật nghe toàn ta lễ hết tất nhi hai bài.